Câu chuyện về những giấc mơ Tại huyễn vực đại lục, mộng cảnh cùng hiện thực đang xen lẫn nhau, cấu thành một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới. Mộng tộc sinh hoạt ở chỗ này, có được lực lượng thần bí khống chế mộng cảnh. Không bị nổi nữa. Bởi vì là quyển thứ nhất tiểu thuyết, cho nên quyết định buông ra viết. Ừ, viết bậy thôi. Nguồn cảm hứng cho cuốn sách này là Trang Chu Mộng Điệp. Đó là một cuốn tiểu thuyết về những giấc mơ sau đó dùng tiểu thuyết huyền huyễn truyền thống đánh quái thăng cấp sáu lộ đem từng câu chuyện sâu chuỗi lại. Chương 1 Mộng Khải Huyễn Vực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Dị thường con thỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Biểu mùi mây cẩn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Mộng cảnh cùng thực tế xen lẫn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thế giới quan thiết lập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mất khống chế ảnh tộc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hoành suối đêm đổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hoành suối trang gặp chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Khách sạn thay đổi bất ngờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ẩn tu hội khách đến thăm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.